Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Như chúng ta đã biết thì vào ngày hôm trước thì Apple đã chính thức tung ra lần này đến tận 3 mẫu điện thoại là iPhone 8, 8 Plus và mẫu điện thoại đặc biệt kỷ niệm 10 năm có tên là iPhone 10. Và mình cũng để ý rằng là có rất là nhiều các ý kiến trái chiều khác nhau, và phần lớn là mọi người chê về chiếc iPhone 10 này, nói rằng nó không đặc biệt, nó bị giá quá cao rồi rất nhiều thứ nữa. Và trong video này thì mình sẽ muốn là chia sẻ với các bạn cái quan điểm cá nhân của mình về chiếc điện thoại iPhone 10 này, và để xem thực sự rằng là nó có xứng đáng trở thành là một trong những chiếc điện thoại đặc biệt để Apple kỷ niệm 10 năm từ ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt hay là không. Và trước khi bắt đầu video, mình là một iFan, nhưng mà không phải vì chuyện mình là iFan nên mình sẽ bênh Apple một cách quá đáng, và mình sẽ cố gắng giữ quan điểm của mình khách quan nhất có thể, tức là sẽ có cả khen và sẽ có cả chê. Cái đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của chiếc iPhone 10 này. Nói thẳng ra nhé, kể cả là một iFan thì mình cũng thấy rằng là thiết kế của iPhone 10 năm nay, nếu mà so với đối thủ trực tiếp của nó là Galaxy Note 8 hay thậm chí là một đối thủ xa hơn là Galaxy S8 thì không đẹp bằng. Mình dám khẳng định là như vậy. Thực sự thì S8 và Note 8 đều có những thiết kế nó hoàn thiện cao rất là nhiều và nhìn thực sự đã mắt hơn rất là nhiều. Còn mới của iPhone 10 thì thiết kế của nó thì không phải là xấu, thế nhưng mà nó vẫn còn nhiều cái nhìn rất là thô, đặc biệt là cái cụm camera đặt dọc, rồi thêm một vài cái nữa rồi là những bộ khung. Thực sự thì mình nhìn qua ảnh thì không biết là sao, nhưng mà cảm giác bộ khung thì nó cứ kiểu bị nhờ làm sao ấy. Và như là một cái kiểu dạng như là lễ hội trừ rủa hàng năm, khi mà Apple ra một sản phẩm mới thì thường là mọi người sẽ bắt đầu nhảy vào chê về thiết kế của Apple, và mình không phải là một ngoại lệ. Năm ngoái mình đã có video chửi kiểu thiết kế của iPhone 7 bét cả nhà luôn, xong rồi cũng có một đống video comment chửi mình. Nhưng mà năm nay thì mình sẽ nghĩ khác, bởi vì là mình thấy rằng là thị trường điện thoại hiện nay thì nó đang bão hòa, mọi thứ đều đã đạt gần như là đến đỉnh cao của nó rồi, về cấu hình, về tính năng cũng như là về thiết kế. Thế nên là phần lớn các mẫu điện thoại hiện nay, kể cả iPhone hay là các điện thoại Android, thì đều đã có một cái bộ khung máy. Mình nói là bộ khung máy nhá, tức là nhìn về tổng thể thiết kế chứ không phải nhìn về những cái chi tiết nhỏ nhặt và lặt vặt các thứ nữa, mà nhìn bộ khung là nó đã rất đẹp rồi. Và tất cả những cái khuyết điểm mà chúng ta thường thấy trên thiết kế của máy thì hoàn toàn có thể che được bằng một thứ chúng ta sử dụng ngày, đó chính là ổ điện thoại. Ví dụ như từ iPhone 6 đến tận bây giờ, camera rất là lồi đúng không? Ốp phát thôi, có sao, chạy luôn, chả còn lồi nữa. Thế nên là mình nghĩ rằng việc nói về thiết kế của Apple là cùi cái này kia thực sự thì nó còn quá vô nghĩa rồi và rất là mất thời gian. Bởi vì dù sao đến sau này khi mà các bạn mua về các bạn sử dụng thì các bạn kiểu quá thì cũng nhau ốp thôi. Thế nên là có xấu hay đẹp thì nhìn nó cũng như nhau mà. Nói sâu hơn một chút thì mình có để ý có hai điểm ở trên thiết kế của mẫu iPhone 10 này bị mọi người lôi ra chửi nhiều nhất. Đầu tiên thì là cái cụm camera đặt dọc. Thì cũng có một số bạn cho rằng là Apple năm nay quá thiếu ý tưởng nên họ đã quyết định là xoay dọc cái camera ra, giống như là iPhone 7 Plus là đặt ngang, lần nào xoay dọc ra để tạo sự khác biệt. Tuy nhiên thì điều này là không đúng, chắc chắn với các bạn là hoàn toàn không đúng. Bởi vì việc Apple đặt dọc camera của mình trên mẫu iPhone 10 là để cho một mục đích duy nhất, đó là phục vụ cho công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Cái này thì không phải là do mình bịa ra, không phải mình yêu Apple quá rồi mình nói như thế, không. Cái này là có rất nhiều các bài báo nói về cái chuyện này rồi. Còn cách thức hoạt động như nào thì các bạn hãy đọc báo để tham khảo qua, chứ mình sẽ không nói video này thì nó sẽ khá là dài. Và khi mà đặt dọc như thế thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công nghệ AR. Cá nhân mình thấy rằng cái công nghệ AR này thì nếu mà so với công nghệ VR mà trước đây thì đã từng xuất hiện ở trên các mẫu điện thoại Android khác thì nó có cái chút gì đó tiện lợi hơn, bởi vì các bạn sẽ không cần phải mang theo một cái kính. Các bạn chỉ cần dùng máy, các bạn sẽ có một cái camera hỗ trợ và các bạn có thể làm rất nhiều những cái tác vụ khác nhau, ví dụ như là thiết kế nội thất hay thậm chí là chơi game, giống như là demo Apple đã làm một sự kiện vừa rồi. Nhưng mà cái này thì không phải vấn đề chính, cái này thì mình chỉ nói qua tạm thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm thứ hai mà mọi người chê nhiều nhất, đó chính là cái dải màu đen ở phần mặt trước. Thì cái này thì mình cũng hiểu tại sao là Apple lại thiết kế như thế. Apple hoàn toàn có thể là thiết kế thành một cái dải đen hẳn, nhìn nó sẽ đồng bộ hơn, nó sẽ chất hơn với các thứ, mà vẫn có thể đảm bảo rằng là thiết kế của mẫu iPhone 10 này là thiết kế tràn viền. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể là họ muốn tạo ra một cái điểm gì đó nó khác. Công nhận một điều là có thể rằng là cái dải đen ấy nhìn hơi thô thật, nhưng mà dù sao nó cũng giúp cho là chiếc iPhone 10 chúng ta nó không bị lẫn lộn với rất nhiều các mẫu điện thoại tràn viền hiện nay chúng ta thấy trên thị trường. Và một cái lý do nữa mình cũng nghĩ rằng là Apple tạo ra cái bản như thế thì ngoài cái việc là đặt một đống các loại camera để cho công nghệ Face ID và loa thoại rồi tất tần tật rất nhiều thứ ở đấy ra, thì nó cũng giúp là nó chia ra hai cái phần màn hình ở trên như thế này. Nếu các bạn để ý, và bởi vì Apple đã loại bỏ nút Home nên họ đã phải thay đổi cái thao tác của người sử dụng là bằng cách là muốn quay về màn hình Home là vuốt từ dưới lên, và việc này có thể bị lẫn với cái thao tác kéo cái Control Center mà chúng ta thường làm hàng ngày lên, nên họ đã đưa lên phía trên và họ đưa lên trên góc bên tay trái, còn bên phải sẽ là kéo xuống những thông báo của iPhone. Đó có nghĩa là mình nghĩ rằng là họ chia ra như thế để giúp cho người dùng phân biệt một cách dễ dàng hơn cũng như là thao tác dễ dàng hơn. Rồi xong chuyện thiết kế, nói chung đấy là quan điểm của mình, có các bạn thấy xấu các bạn cứ chê, mình sẽ không nói gì cả. Có một câu nói rất là nổi tiếng ở trong những cái buổi giới thiệu sản phẩm của Apple, đó là one more thing, đó là một thứ nữa.
Apple nói câu này rất là nhiều từ thời Steve Jobs cho đến tận là Tim Cook bây giờ. Với những cái tiêu chí này thì mình thấy rằng là các sản phẩm của Apple khi mà họ đã làm ra một thứ thì thường nó sẽ có thêm một cái gì đó. Và cái điều này hoàn có thể chứng minh bằng hai thứ sau. Thứ nhất, sạc không dây Apple có tên là AirPower. Thật ra thì nếu mà sạc không dây thì đây không phải là một công nghệ hoàn toàn mới. Thật ra Apple đã đi sau rất là lâu bởi vì những cái thứ như kiểu là sạc không dây này thì 500 anh em ở Android đã làm từ cái thời mà 69 năm trước công nguyên rồi, từ rất là lâu rồi. Nhưng mà Apple đến bây giờ tại sao vẫn làm thì sau cái buổi lễ hôm đấy thì mình bắt đầu mới hiểu ra. Thì họ đưa ra một cái miếng nhìn trông mỏng, nhẹ, nhìn cũng có vẻ siêu mút, màu trắng nữa. Thì đó là cái đế sạc không dây của họ, đấy là AirPower. Và mình sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra và chẳng có gì nổi bật trong cái AirPower này nếu như họ không đặt một cái Apple Watch và một cái AirPod ở bên cạnh chiếc iPhone nào được sạc. Rõ ràng là Apple đã đưa ra một cái công nghệ này sau, tuy nhiên thì nó lại mang nhiều giá trị hơn so với những cái đế sạc không dây trước đây chúng ta từng thấy. Nhất là nó sẽ không chỉ sạc cho mỗi điện thoại các bạn mà nó sẽ còn sạc cho những thiết bị phụ kiện liên quan đến iPhone, ví dụ như là đồng hồ hay là tai nghe không dây. Có thể các bạn sẽ thấy cái điều này là không cần thiết bởi vì đơn giản là những cái thiết bị như là Apple Watch hay là AirPods tại Việt Nam thì nó chưa thực sự phổ biến. Thế nhưng mà tại Úc này thì những thiết bị đấy nhiều nhan nhản luôn, bởi vì người dân bên này thì mức sống họ rất là cao, thế nên là khi mà họ mua sắm những cái phụ kiện như thế thì họ cảm thấy là nó không quá đắt và họ hoàn toàn có thể mua một cách thoải mái, thậm chí là sinh viên bên này đi làm thêm hoàn toàn có thể mua được những thứ đấy. Thì với những cái thị trường mà có cái mức độ phổ biến của các phụ kiện như là đồng hồ hay là tai nghe không dây nó lớn đến như vậy thì họ sẽ thấy rằng cái sạc không dây AirPower này nó sẽ thực sự hữu dụng và nó khác biệt hoàn toàn với những cái sạc không dây họ đã từng thấy trên thị trường. Tức là nói theo cách khác thì Apple không chỉ muốn rằng đây là một cái sạc không dây mà nó phải là một cái sạc không dây Apple, tức là sẽ sạc cho những thiết bị trong hệ sinh thái của họ. Và cái thứ hai ở đây đó chính là công nghệ nhận diện gương mặt Face ID. Thì cái này nghe khá là thần thánh nhưng mà thực chất thì nó là cái công nghệ bảo mật bằng gương mặt. Cái này thì gần đây nhất thì là có Galaxy S8 họ đã làm rồi. Thế nhưng mà cái cách thức của Apple làm thì nó cũng hơi khác một chút. Các bạn xem trong cái buổi giới thiệu đấy là cái camera ở cái phần mặt trước nó sẽ bắn một vài cái tia trắng trắng vào mặt chúng ta, rồi sau đó nó sẽ thu về, nó sẽ tái tạo hình ảnh 3D, sẽ giúp cho việc bảo mật nó tăng lên. Và cũng như là chiếc iPhone chúng ta sẽ học về những cái thay đổi của chúng ta, ví dụ như chúng ta có thể đeo kính, chúng ta có thể để râu, chúng ta có thể đội mũ mà không hề ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái Face ID đấy. Thế nhưng mà lại một lần nữa, Apple này thì đúng tiêu chí One More Thing của họ, không chỉ đơn thuần là dành cho mỗi bảo mật mà dành cho những cả thứ khác nữa. Ví dụ như là chụp camera tự sướng này, rồi có thể chỉnh được hiệu ứng ánh sáng bằng camera tự sướng này, rồi sau đó các bạn sử dụng cái đấy vào một cái thứ nó khá là nhảm nhí, đó chính là Animoji. Cái Animoji này thì hiểu nôm na các bạn có thể biến mình thành những cái emoji, các bạn có thể nói, các bạn có thể biểu hiện gương mặt kiểu buồn, chán, rồi vui vẻ, biết các thứ. Và nó sẽ tái tạo lại y hệt như thế cái emoji mà chúng ta có thể gửi cho bạn bè. Thì thực ra cái này cũng không phải là mới, một số những cái phần mềm bây giờ họ đã làm rồi, ví dụ như là Snapchat hay là Snow, nó đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà lần này thì Apple đã làm cũng kiểu tương đương như thế, nhưng mà họ lại sử dụng kiểu hình ảnh emoji luôn, tức là nó thành một cái gì đó rất là quen thuộc. Và cái này mình nghĩ là nó sẽ độc quyền cho iMac, như là nó có thể nó kéo và nó giữ để sử dụng iPhone lại ấy. Cái này thì một lần nữa lại chứng minh rằng là Apple không phải là một người gọi là tiên phong gì đó công nghệ cả, họ vẫn là người đi sau. Thế nhưng mà họ lại biết hoàn thiện cái công nghệ đấy, nó nằm ở mức hoàn thiện cực kỳ cao và đem lại một trải nghiệm người dùng tốt. Và hơn nữa nó có thể áp dụng được vào những thứ chúng ta sử dụng trong hàng ngày. Những việc làm tưởng chừng rất đơn giản, ví dụ như là chụp ảnh selfie hay là gửi cho bạn bè các cái emoji chẳng hạn, thì nó là việc làm rất là bình thường, chúng ta làm hàng ngày, hàng giờ, có hàng triệu, hàng tỷ người thế giới họ cùng làm. Thế nhưng mà Apple lại biết tận dụng những cái công nghệ này đưa vào những hoạt động bình thường đấy để làm cho công nghệ này thì có vẻ gì đó hữu ích hơn đơn thuần chỉ là một cái công nghệ bảo mật. Họ không quan tâm đến việc làm trước hay làm sau, nhưng một khi mà họ đã làm ấy thì họ phải đảm bảo được hai thứ: một, trải nghiệm người dùng tốt; thứ hai, có tính thực tiễn cao. Một công nghệ dù có cao siêu đến đâu, có thần thánh đến đâu, có mang tính chất cách mạng đến đâu, nhưng nếu mà nó không thể mang lại chúng ta một cái lợi ích hay một cái việc khỉ gì ở trong cuộc sống bình thường chúng ta hàng ngày sử dụng thì nó sẽ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Và đó là quan điểm cá nhân của mình về chiếc iPhone 10 này. Có thể rằng là Apple thì họ vẫn có nhiều cái làm cho người dùng cảm thấy khó chịu, ví dụ như là mức giá, rồi mặc dù là trang bị sạc nhanh rồi nhưng mà trong hộp thì vẫn không có sạc nhanh, rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà trong cái buổi lễ ra mắt này thì cá nhân mình thấy rằng là sau 10 năm thì Tim Cook cũng là một sản phẩm mà nó thể hiện đúng chất của Apple từ trước tới giờ. Đó là không cần phải là người đi trước, thế nhưng mà một khi mà đã làm gì là phải làm tốt nhất, và những gì đưa ra thì thường là sẽ có nhiều tác dụng hơn, người dùng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn những cái sản phẩm đã từng xuất hiện trước đây trên thị trường. Có rất nhiều thứ khác nữa các bạn chửi rủa Apple trong cái sự kiện lần này, có thể ví dụ như là cái vụ fail Face ID, thì cái này thì mình không thể dám chắc được là lý do của nó là gì, mặc dù Apple đã giải thích rồi nhưng mà mình không tin một con thằng nào hết. Ngay sau khi thời điểm mình có máy, mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ thử nghiệm ngay cái đấy xem hoạt động nó hiệu quả hay không trong mọi môi trường, yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối, đủ hết. Và mình rất là chào đón các bạn là thể hiện cái quan điểm của các bạn về chiếc iPhone 10 này, và nhớ là hãy thể hiện một cách lịch sự ở phần comment phía bên dưới đây nhá. Còn bây giờ mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.